Hello mọi người, cái này là nấm đông cô Nhật nha. Nó khác hoàn toàn với cái nấm đông cô của Việt Nam này. Nó khá là bự nè mọi người. Bây giờ Hương sẽ lấy đem đi nhồi tôm nha. Sẽ làm món nấm đông cô nhồi tôm chiên giòn ha. Cái nồi nước lên để luộc nấm đông cô á mọi người. Cho dù mình đã ngâm nấm đông cô 3 ngày rồi nhưng mà nó vẫn còn cái mùi hôi, cho nên mình sẽ đem đi luộc nha. Được tôm vào trong cái nấm thì Hương sẽ dùng kéo, Hương cắt bỏ cái phần này đi nha. Đây nè, đó, sẽ giữ như lại cái phần này để lát nữa mình nhồi tôm vào trong này ha. Mọi người cho nấm vô nha. Hương sẽ đi bằng tôm ra ha. Tôm khi mà làm sạch bỏ vỏ, mới nãy Hương có đi mua tôm rồi đó mọi người. Hương đang quay cho mọi người xem tôm còn khá là tươi luôn. Tôi thì cái gì cũng rẻ mọi người, Hương mua 1.000 hành lá mà quá trời hành nè. Chuẩn bị sẵn bột chiên giòn nè, bây giờ mình đi pha bột thôi. Đây cả nhà, cái phần bột chiên giòn nè, kẹo kẹo lại như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ đi nhồi thịt vào trong nấm nha, nhồi tôm nha mọi người. Chiên bột năng nè mọi người. Đối mọi người tại sao Hương phải chuẩn bị bột năng nha, bây giờ Hương làm cho mọi người xem ha. Cái này á mọi người, Hương mới luộc qua á, cho nên nó còn đang rất là nóng luôn nè. Mọi người biết cái bột năng Hương để làm gì không? Bây giờ Hương sẽ chấm qua bột năng nha. Mục đích là để cho cái tôm này nó không bị rớt ra ngoài á, lúc mà mình chiên á mọi người. Hương sẽ lấy cái này đi ha, đắp vô ha, đắp vô như thế này. Tại vì bột năng khi mà gặp nóng á, thì nó sẽ dẻo và nó sẽ bám dính vô hơn, tránh trường hợp là nó bị rớt cái phần tôm ra nha. Tôm mà bị rớt ra thì uổng lắm. Tên cuối cùng cũng đã nhồi xong thịt rồi nè mà Hương lộn nha mọi người, nhồi xong tôm rồi nè, nhìn khá là hấp dẫn luôn ha. Bây giờ thì Hương sẽ bắt chảo dầu lên, Hương đem đi chiên nha. Mình vừa nhúng bột chiên giòn rồi mình chiên luôn cùng một lúc luôn thì nó sẽ đỡ phải rớt cái phần tôm ra ngoài nha mọi người. Mọi người bây giờ Hương sẽ rứa cái bột chiên xù vô nha, một đứa phải cho nó thấm đều hết nè. Cái này cũng áp lực lắm mọi người, tránh trường hợp là nó bị rớt cái phần tôm ra nè. Tại vì mọi người biết mà, cái phần giữa của cái nấm đông cô nó không có được bự, cho nên là nó dễ bị rớt ra lắm. Mọi người bây giờ không phải dùng muỗng thôi, chứ mà dùng cái đôi đũa để lên thì nó dầu đang khá là thơm. Bây giờ Hương đang trở mặt nè, để cái phần này nó được chín giòn nè, đang trở mặt nè. Cái trường hợp này nó bị cháy và tránh trường hợp là cái tôm này nó bị rớt ra á mọi người. Mình vàng đơn ha, mình hấp dẫn với lát. Thú thú rồi nè, thích thích rồi đá, phái phái rồi. Thì cái món nấm đông cô Nhật nhồi tôm chiên của Hương cũng đã xong rồi nè. Trời, nhìn nó hoàng ươm, nhìn ngon hấp dẫn không? Rất là thơm luôn nha. Mới nãy Hương chiên mà Hương chưa kịp ăn á. Trời nó ôi trời ơi, nhức cái nách luôn nè mọi người. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với Hương nha. Trời nó thơm lắm luôn ấy. Đây nè mọi người. Nó cái nấm đông cô này nó cực kỳ ngon luôn á, ngọt, và cộng thêm cái vị ngọt của tôm này giòn giòn nữa, ăn lại mềm cực kỳ.